người đang trên đường di chuyển từ Sapa xuống Lào Cai rồi đi qua sang Văn Bàn để mà dự đám cưới của một bạn người dân tộc Tày mọi người nhá. Thì lát nữa mình cũng sẽ cùng mọi người xem đám cưới của người Tày sẽ có những cái gì thú vị và có khác gì so với đám cưới bình thường không. Hiện tại mọi người đang dừng lại để mua một ít hoa chuối rừng mọi người. Mọi người ơi, sau 3 tiếng đồng hồ di chuyển trên ô tô thì hiện tại anh em tớ đang có mặt tại Văn Bàn. Đây là Khánh Yên Hạ mọi người nhá. Người em của mình tên là A Hoàng. A Hoàng đang dẫn đoàn đi vào trong. Khánh Yên Trung ạ. À. A Hoàng hôm nay đám cưới của người Tày có gì khác so với bình thường không? Khác chứ. Đón dâu kiểu khác. Đón dâu kiểu khác à? Đúng rồi. Hầu như là mặt đồng phục của dân tộc hết đúng không? Trong dân tộc hết. Đúng đấy. Đến đấy uống rượu chắc là nhiều hơn đấy nhỉ? Ừ, uống bằng lít. Lít à? Bằng bát. Bằng bát cơ. Đây là A Ứ ừ, thì ở Võ Lao mọi người nhá. Ứ là người dân tộc gì nhỉ? Dân tộc Hơ Mông anh ạ. À, Ứ dân tộc Hơ Mông à? Sáng nay vừa có những cơn mưa rào xong nên là thời tiết bây giờ rất mát mẻ mọi người ạ. Công nhận đấy. Cánh nắng như hôm qua thì thôi rồi. Dạ. Cánh đồng lúa thì xanh bát ngát luôn. Mưa bắt đầu to rồi. Thôi, anh ngồi đây. Đây đường xa quá nên là anh có người anh em ra tăng bo anh em mình vào mọi người ạ. Anh em ở đây uống rượu rồi rất là nhiệt tình mà. Tối qua thì một chút rượu à? Một hộp rưỡi này. Cắt thế hết mấy lít. Và không phải ai có lúc đầu xuống uống bia ở dưới nhà em trước. Cả đoàn đang bước vào đám cưới mọi người ơi. À bên trên à. Đấy. Mọi người ơi, bà con đã bắt đầu ngồi ăn. Có lẽ là ăn từ rất sớm. À, hiện tại đang là 11 giờ. Anh em mình bắt đầu di chuyển vào đám cưới. À, mọi người ơi, hiện tại mình đang có mặt tại đám cưới của người Tày tại Khánh Trung Văn Bàn Lào Cai mọi người nhé. Mọi người cùng theo chân mình vào trong để xem đám cưới sẽ có những gì đặc sắc mọi người nhé. Huyện Văn Bàn và xã Trịnh Tường, huyện Bát Sát đã chứng kiến và công nhận cho hai cháu được chính thức lên vợ. Và nhân dịp này thì cũng thay mặt cho gia đình nhà trai xin gửi tới các cụ, các bác, các anh, các chị lên vợ cháu Khánh 100 năm hạnh phúc, chúc cho hai gia đình chúng ta mãi mãi là thông gia. Xin chân thành cảm ơn ạ. Em về với anh biết rồi như thể áo trắng áo xanh, từ đây em đã có anh làm chồng. Vừa rồi là những lời phát biểu và căn dặn của bác Ngô Minh Lý và bác Vi Xuân Nền cho mọi người. Một không khí rất là vui tươi đang diễn ra tại đây và hiện tại mình đang có mặt trên tầng 2 của nhà sàn của nhà cô dâu mọi người nhé. Để mọi người cùng xem quang cảnh trên trong tầng 2 sẽ có rất là nhiều mâm cơm của các bà này, các chị này. Đấy. Bên này là của các ông, các bác, các chú. Lễ vật của người Tày đấy mọi người nhé. Có rất là nhiều món. Đây có lẽ là món đậu này. Món đậu này. Và thịt gan này. Lễ. Đây mâm cúng của người Tày. Đây là bánh chưng thịt gà. Và đây có cả vòng bạc của mọi người nhé. Hôm nay rất là vui khi được các ông và các cụ mời một chén rượu mọi người nhá. Đây là rượu, này là rượu gì nhỉ ông nhỉ? Rượu là mừng cho các cháu. Nhưng mà nó là rượu ngô hay là rượu gì không? Cái này rượu gạo thôi. Rượu gạo.
cháu thấy ví dụ như món ăn này, món này là món gì cháu chưa thấy. Đây là đỗ tương. À, đỗ tương ạ. Đỗ tương là hầm xương. À, đỗ tương hầm xương. Vâng. À, đây như là có cả thịt. Ở đây là thịt bò luộc. Bò luộc. Bò xào. Ở đây là thịt gà luộc. Cái này là thịt gà luộc. Cái này là thịt lãng luộc. Có một chén nữa, phải hai chén. Không phải có đôi. Chồng mà chủ yếu là đây là chơi trước thêm cũng nhân năm à? Vâng. Cháu phải đi đôi, cháu phải đi đôi. Vâng, vâng. Các bác à, đi đôi là phải uống hai chén. Vâng. Đôi. Nó có đôi có đứa mà. Vâng, vâng. Cảm ơn. À, chào bác. Chào bác. Cháu là A Trường. Cháu đến từ Sapa. Mà thế à? Cháu làm cùng với Uyên. Vâng, vâng. Hôm nay đi khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ, bây giờ cháu có mặt ở đây. À dạ. Cháu rất là vui. Bác ơi, cho cháu hỏi một chút nhé. Vâng, vâng. Cái đồng bạc kia kìa. Cái đồng bạc kia mới cả cái vải kia, mới cả ấy đây này, này có ý nghĩa gì hả bác? Ý nghĩa là nguyên tắc là nhé ra nhà trai về đặt để đón dâu. Vâng. Ừ. Tục lệ của nó có vải, có vòng tay vàng bạc. À. Ừ. Đặt lên đấy để lấy may mắn hả bác? Lấy may mắn để trao cho nhà gái, nhưng mà thực tế là bây giờ nhà gái mình tự chuẩn bị. Tự chuẩn bị thôi. À. Ăn một cục rồi mình cứ tự chuẩn bị. À. Báo cáo tổ tiên. Cái lễ đúng không? Lễ báo cáo tổ tiên. Lễ vật. Vâng. Vâng. Thế còn cái vải đấy có tác dụng gì hả bác? Cái vải tác dụng vải là người Tây mới tự sản xuất ra này, truyền thống từ xưa. Truyền thống từ ngày không xưa. Bỏ được. Ừ. Con người con gái nào cũng vâng, làm được. Vâng, đấy, à. đấy. Vâng, cháu cảm ơn bác nhá. Vâng, vâng. Chào bác. À, mọi người, đây là chú rể là người đẹp trai nhất ngày hôm nay mọi người ơi. À, anh chào em. Anh đây là gì em được? Khánh là người dân tộc gì? Dân tộc Kinh. À, dân tộc Kinh á? Vâng. À, chào cô dâu. Cô dâu này xinh quá. Em ơi, ngày vui của em có đôi lời gì chia sẻ cùng mọi người không? Em ơi, đó. Thôi, chúc anh với cô dâu chú rể một kiểu. Sao đây? Đây là Miêu. Đây hả? Nam không thấy thật. Ngon quá mọi người ơi. Món xôi này, món xôi tím này, đặc trưng của người Tày. Xôi này mình chưa ăn nhưng mình đã cảm giác như là nó rất là rèn rồi mọi người ạ. Và thực sự là cái màu nó lên cái màu tím này thì thực sự là một điều rất là đặc biệt, bởi vì là khi mà bà con người Tày ở đây ấy, mọi người thường hái những cái cây lá rừng ở trên núi về để mà mình ngâm để lấy cái nước màu tím này rồi ngâm với gạo này mọi người nhá, rất là an toàn. Đấy, bây giờ mình sẽ thưởng thức miếng xôi này xem vị của nó như thế nào. Cái gạo lếp ở đây mình nhìn thấy nó cũng rất là bé luôn này. Bình thường khi mà gạo lếp ấy nó sẽ to và nó rất là hạt nó rất là chắc, nhưng mà tuy nhiên thì cái hạt gạo lếp ở đây rất là bé và mềm. Em ơi, tiếng Tày chúc mừng hạnh phúc nói như nào? Chẳng biết phải nói nào. nói đi anh chưa nghe được. Nói tiếng Kinh luôn anh ạ. Nói tiếng Tày luôn. Nói tiếng Kinh luôn. Nói tiếng Tày. Nói tiếng Kinh thôi. Thế à, nói như nào? Câu nó giống như thế. Nói thử một câu như nào? Chúc mừng hạnh phúc ý. Không. Không, em biết thật. Yeah, ok nhá. À, mọi người. Khi mà đám cưới ở theo kinh nghiệm văn bàn nhá mọi người nhá, chú rể phải uống hết cái bát rượu này. Chú rể phải uống hết cái bát rượu này cho nó mới lấy được phong bì ở đây mọi người nhá. Đấy. Cảm ơn chú rể. Chú rể thực sự đây là một thử thách của chú rể. Chú rể sau khi uống nửa bát rồi còn một nửa bát nữa đang ăn thêm mía để mà tiếp thêm sức khỏe để mà uống luôn. Anh ơi, em ơi, uống cái mát rồi. À. Thực sự đây là một thử thách khi mà mọi người muốn lấy người vợ người Tày mọi người nhá. Không ai dám lấy vợ người Tày luôn, sao người Tày hết. Mọi người đây. À hôm nay không nhận bằng thang luôn. Rượu bằng thang này, còn nữa là rượu bằng thang nữa. Bằng thang sau ấy. Wow, gắt quá. Wow. Đó, đều bình thường luôn. Hạnh phúc anh nhá. Rồi.
chú rể. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn của mình là cảm ơn giải thưởng. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn mọi người. Bây giờ mời anh em nhỉ? Mời mọi người ơi, sau khi mà mình đã ăn được một chút rồi, bây giờ mình sẽ đi mời mọi người dân ở đây và anh chị em của bạn của cô dâu chú rể. Em chào anh ạ. Mâm này là mâm bạn học từ mẫu giáo đến lớp 9 nhỉ? Đến lớp 9 thôi. Của cô dâu đúng không? Đến lớp 9. Vâng. Bạn của cô dâu là từ lớp 1 đến mẫu giáo đến lớp 9. Dạ vâng, bạn thân đúng không anh? Bạn thân đấy. Vâng, em xin phép được giới thiệu, em là A Thường, em ở Sapa. Em làm cùng với bạn Uyên. Khu nghỉ dưỡng thì nhân cơ hội này cũng mong là mọi người nếu mà có dịp lên Sapa ấy thì sẽ vô khách sạn đấy để chụp ảnh, check in nhé. Chúc sức khỏe mọi người nhé. Bây giờ tiếng Tày chúc sức khỏe nói như nào chị nhỉ? Hảo leng rồi. Hảo leng, hảo leng, hảo leng, hảo leng. Ở trên Sapa ấy thì sau khi mà uống rượu xong thì bọn em thì sẽ bắt tay ấy. Thì không biết là có được như thế ở đây không ạ? Vâng, em xin phép được bắt tay anh nhá. Rất khỏe nhá. Bắt tay chị. Vâng. Cảm ơn chị nhá. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Đây. Và em thì cũng không nắm được rõ nhiều cái thủ tục ở đây đâu, nhưng mà em biết là ở đây là hình như uống rượu là đối chén đúng không anh? Đổi chén đấy, đổi chén. Đối chén thì đổi chén. Thì bây giờ em xin phép được làm thủ tục đấy với một người đại diện đúng không anh? Đổi nào, phải đổi mỗi người một chén cơ. Ôi, đổi mỗi người một chén á? Đổi mỗi người một chén. Ôi. Đấy thì ngại quá nhỉ, vì là ôi em cứ làm đổi chén với anh trước nhá. Anh tên là gì anh nhỉ? Mình tên Trọng. Anh Trọng đúng không? Rồi, chúc mừng anh Trọng nhá. Anh Trọng là sinh cũng sinh năm 96. 95. À 95 à. Em xin lỗi. À. Rồi, chúc mừng anh nhá. Quên mất từ lẫy là gì à chị nhá. Chúc khỏe. Thảo Lên. Thảo Lên anh Trọng nhá. Khỏe. À. Ơi thực sự mọi người ơi, mình sau khi mà đối chẻn xong ấy với anh Trọng ở đây ấy, thì còn 5 người nữa đang chờ xếp hàng mình đối chẻn. Mình không biết là mình có thực hiện được đến người cuối cùng không. Thì các bạn cho mình biết là cái phong tục đối chẻn này là mình bắt buộc phải thực hiện này hay là như thế nào anh? Bắt buộc anh ạ. Bắt buộc phải thực hiện á? Quý nhau ấy, bắt buộc. À, quý nhau. Căn bản là quý nhau thôi. Căn bản là quý nhau đúng không? Thế nhưng mà anh uống mà say quá thì làm thế nào? Tí lên gõ trống nhảy ấy ạ. À. Gõ gì? Say tí lên phàm gõ trống nhảy. À, gõ trống nhảy à? À, ok. Rồi. Rồi vui các bạn ơi, chứ mình ngồi bên kia. Thì nếu mà mọi người có thời gian thì sang giao lưu với mình nhá. Bây giờ mình cũng xin phép là mình đi về nhá. Mời tất cả cùng nhau luôn một chén. Ok. Bây giờ em đổi lại. Ok. Đổi lại bạn này. Bạn tên là gì bạn nhỉ? Như là. À, Như nhá. À, sau khi mà đối chẻn xong mình lại quên cái từ chúc sức khỏe là gì nhỉ? Hảo leng, hảo leng. Hảo leng, hảo leng. Em mời chị nhá, đẹp quá. Chị xinh gái quá chị ơi. Sau khi mà mình đã đi các bàn, tất cả bàn mà hiện tại mình đang có mặt ở bàn mình và bắt đầu đang tiếp rượu. Mọi người thực sự rất là vui khi mà phong tục ở đây mọi người tiếp đón khách đến đám cưới rất là nồng nhiệt, từ những người bạn của cô dâu chú rể cho đến người nhà này. Và
những người anh em, hàng xóm, họ hàng thì đều đến chúc mâm rượu tất cả đoàn mình. Và mỗi lần chúc xong thì mọi người lại thường đối chèn và không biết là bao nhiêu chén rượu nữa mọi người ạ. Hiện tại thì mình đã xin phép và mình dùng xong cơm và mình đang cùng với đoàn ra về. To thật, cả xã luôn. Mời cả xã luôn? Ừ ạ. Anh em ở gần xã này là mời hết mà. Thế ăn mấy bữa cô? Tối một bữa, mai một bữa nữa. Ừ. Ồ, thế là ngày hôm qua bữa rồi. Bốn bữa. Ngày hôm qua bữa nên là bốn bữa đấy. Thế là bốn bữa. Ồ. Ồ, thế thì mổ bánh lợn nha. Thế tối nay cô đi ăn được không? Tối nay không đi đâu, nhưng mà anh em thì lại đi ăn. Anh em đến quê cháu gọi là tráng chảo đấy. Ừ. Tráng chảo, nhưng mà tối nay á, tối nay ăn chỉ có cá thôi, không ăn thịt nữa đâu. Yeah. Bởi vì là không ai ăn được thịt nữa. Thì ăn nhiều nhiều thịt quá. Đấy gọi là tráng chảo. Thế là ô tô là không có đường vào đúng không? Không có đường vào qua cầu được. Ô tô chỉ đến đây mọi người nhá, sau đó thì sẽ phải đi bộ để vào. Thì ô tô đi được này. À, ô tô đi được qua suối á? Qua suối được mà. Ồ. Thế thì nước to thế này cũng, đi được à? Ừ. À, thế nếu mà chở vật liệu thì sẽ đi chở qua vật suối. Liệu đi qua suối đi. À. Ừ. Con đường này quá đẹp luôn mọi người ơi này. Đấy. Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác được giải những bước chân dạo bước trên miền quê yên bình như này mọi người ạ. Đấy, được trò chuyện cùng với cô tên là gì cô? Cô tên là cô Duyên. Cô Duyên này, người dân tộc Tày. Cô thử nói một đoạn tiếng Tày giúp cho cháu nghe được không? Cô giới thiệu bản thân đi. Giới thiệu bản thân tiếng Tày á? Ừ. À là dân tộc Tày. À bên này thí thíp Tết đi là 47 tuổi, 48 tuổi. À, như nào? Tôi tên là gì à? Hay như nào? Cô dịch lại đoạn lúc này thì cháu không hiểu ấy. À, tên là A Duyên. A Duyên à? Ờ, giúp bản Long Lan, xã Khánh Yên Trung. À, Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn. Huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Tỉnh Lào Cai. À, A Duyên năm nay 47 tuổi ấy. Nữa. Ok, A Duyên hát một đoạn tiếng Tày cho A Trường nghe đi. A Trường ở Sapa. A Trường ở Sapa nên là A Trường không được nghe tiếng Tày ngày gì. Cô không biết hát đâu. Cô hát một đoạn đi. Cô không biết hát tiếng Tày. Hai cô hát một đoạn đi. Cô không biết hát tiếng Tày đâu. Cô cứ hát một đoạn thôi. Cháu chưa được nghe mà. Cô không biết hát. Cô hát một đoạn đi. Xong tí cháu hát một đoạn tiếng Mông nha. Nhá. Dân tộc Mông ở đâu? Mông luôn. Mông ở Sapa. Sapa. À, cô hát đi. Cô không biết hát đâu. Hát một đoạn tiếng Tây không thôi. Cô chịu rồi, cô không biết hát. Thế cô hát. Hát. Nhưng mà phải người biết hát thì phải từ ông bà. Ông bà gì? Ông bà con. Ông bà đưa lại cho mới biết hát cơ, nhưng mà cô không biết hát đâu. Cô hát một đoạn thôi, một câu thôi. Thế cô nói, nhé. Cô đọc nữa. Đâu không có biết được. Đấy. Đấy mọi người ơi, hôm nay thì A Trường đang dạo bước cùng với A Duyên, nhưng mà bảo là cô Duyên, nhưng mà cô ấy không bảo không biết hát thì A Trường không tin một tí nào luôn. Bởi vì A Trường nghĩ là những người lớn tuổi như cô Duyên đây thì sẽ biết hát tiếng Tày. Mà hát then của tiếng Tày thì cực kỳ là hay luôn, đúng không? Có cây đàn tính đúng không? Nó đàn tính sẽ... Đây, cái miếu của làng này. À, đây, cái miếu của làng à? Quay cho mọi người xem. Cái miếu của làng đây, mọi người. Cái miếu này đến, là... mùa xuân về thì cả làng về thắp hương cái miếu này. Làm văn nghệ chung vui. À, ờ, mùa xuân đi. Người ta gọi là hội xuống đồng ấy. Đi vào đây một tí, hội xuống đồng. À, thế thôi, chứ không được vào. Không được vào. Thế thì mùa xuân về là hội, hội xuống đồng là hát. Người ta gọi là hội sống đồng, ra đây để vui chơi hát hò. Ra đây vui chơi hát hò? Ừ. Vui không cô? Về thắp hương mới cũng vui lắm. À. Mỗi người làm một cái mâm về đây để cúng tổ tiên ấy, cúng để cúng tổ tiên. Cúng tổ tiên cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng được mùa. Hôm nay đi đám cưới của nhà ông này ấy là thầy mo luôn. Thầy mo à? Ừ, đấy. Ông bố của cô dâu là thầy mo luôn. Cô dâu là thầy mo luôn. À, ông đấy được mấy đèn rồi cô? Được 7 đèn rồi. 7 đèn.
thực ra bảy đèn là quá đèn quá là cao hơn đấy, bình thường làm thầy mò ở đây được lâu rồi đúng không cô? Lâu rồi, có uy tín đúng không? Uy tín lắm. À thảo nào mà đông người đến thế đấy. Nhưng mà người giao ở Sapa ấy, thì sẽ chia theo đèn. Nếu mà 9 đèn là gọi là quá là là gọi là các như kiểu các cụ bô lão rồi mới được 9 đèn đấy. Còn 7 đèn là ở đây cũng khá là cao rồi đấy. Cao nhất làng rồi. Cao nhất làng rồi. Lúc nãy cháu đi qua cháu thấy có một thầy mo trẻ lắm. Hình như còn trẻ như cháu luôn ấy. Đứng cúng ở ngoài đường kìa. Ngoài kia đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Họ hôm nay cúng cái gì đấy cô? Ở ngoài đường kia à? Thường thì cúng cái gì thì sẽ mấy thầy nhỉ? Các họ về làm lễ cúng. Nhưng mà cúng cái gì thì sẽ được làm thầy nhỉ? Thầy thì cúng cái gì? Cúng cái gì thầy cúng gì. Nếu mà ở trong làng có ai mất hoặc là có ai mất ấy thì về báo chỗ thủ công này, đây là gọi là thủ công. Thế là cái thầy mo kia là về cúng. Về cúng. Cái thầy hôm nay mình đi đám cưới. Bố của cô dâu ấy. Bố cô dâu sẽ cúng. Nhưng mà có ai mất đấy. À rồi. Thôi hôm nay cháu rất là vui khi được gặp cô Duyên nhá. Bây giờ xe của đoàn đang ở đây rồi. Cháu đi bắt tay cô. Chào cô nhá. Cảm ơn cháu nhá. Chúc cô sức khỏe nhá. Nếu mà có dịp lên Sapa thì vào khu nghỉ dưỡng Jet Hill để mà chơi thăm bọn cháu nhá. Chỗ của cô dâu đang công tác ấy. Cháu chào cô nhá. Có dịp thì cô lên nhá. Hảo Leng nhá. Hảo Leng nha. Hảo Leng nha. Hảo Leng.